theo chương trình, xin trân trọng kính mời quý vị cùng đến với phần tham gia giao lưu rất là đặc biệt của anh Xuân Hưng đến từ đoàn thành phố Bắc Cạn lên tham gia giao lưu với đoàn thành phố Cao Bằng chúng ta. Anh Xuân Hưng sẽ gửi tới toàn thể quý vị một sáng tác của nhạc sĩ An Thuyên, ca khúc được mang tựa đề Bác Bó Hát Mãi Tên Người. Một tràng pháo tay cùng chào đón anh Xuân Hưng đến từ thành phố Bắc Cạn. Sơn Hà